Chào mừng quý khách hàng đến với mua vé online tại Giang Sơn Việt Nam. Đặc biệt vòng quay bảo hiểm siêu to khổng lồ nhào lộn lũ dây bay lượn trên không với chiếc vàng quốc tế tại nhà hát Hoàng Minh đường 3 tháng 2 quận 10 khai mạc 9 giờ và 10 giờ 40 sáng chủ nhật các bạn nhá. Sáng thứ bảy, sáng mùng 1 tháng 6, 3 giờ, 5 giờ 30 chiều thứ bảy các bạn nhá. Chiều chủ nhật, chiều mùng 1 tháng 6. Đặc biệt diễn liên tục sáng, chiều, tối các ngày đến hết ngày mùng 3 tháng 6 tại nhà hát Hòa Bình đường 3 tháng 2 quận 10. Vé bắt đầu bán rồi, ngay bây giờ mời bố mẹ, các cơ quan, ban ngành, trường học tập trung về nhà hát Hòa Bình đường 3 tháng 2 quận 10 mua vé sớm được chỗ ngồi đẹp làm quà tặng các con. Chào mừng quốc tế thiếu nhi hoặc mua vé online tại Trang Siếc Việt Nam. Các bạn ơi, giám siếc Trung ương Liên đoàn Siếc Quốc gia Việt Nam mời các bạn đón xem siêu trình diễn nhiều loài siếc thú nổi tiếng huyền thoại Avatar siêu nhân bay. Đặc biệt vòng quay mạo hiểm siêu to khổng lồ nhào lộn lũ dây bay lượn trên không huy chương vàng quốc tế tại nhà hát Hòa Bình đường 3 tháng 2 quận 10. Khai mạc 9 giờ và 10 giờ 40 sáng chủ nhật các bạn nhá. Sáng thứ bảy, sáng mùng 1 tháng 6. 3 giờ, 5 giờ 30 chiều thứ bảy các bạn nhá. Chiều chủ nhật, chiều mùng 1 tháng 6. Đặc biệt diễn liên tục sáng, chiều, tối các ngày đến hết ngày mùng 3 tháng 6 tại nhà hát Hòa Bình đường 3 tháng 2 quận 10. Vé bắt đầu bán rồi, ngay bây giờ mời bố mẹ, các cơ quan, ban ngành, trường học tập trung về nhà hát Hòa Bình đường 3 tháng 2 quận 10 mua vé sớm được chỗ ngồi đẹp làm quà tặng các con. Chào mừng quốc tế thiếu nhi hoặc mua vé. Ấy là quay lại cho mấy đứa nhỏ nó coi nó siết quảng cáo siết á. Quảng cáo ơi đây. Các bạn ơi, giám siếc Trung ương Liên đoàn Siếc Quốc gia Việt Nam mời các bạn đón xem các bạn chú ạ. Ấy là quay cái nhạc là không chưa? Ấy là quay cái nhạc là không được hả? Chú la. Hôm nào quay ra siếc quay ha. 28 này khai mạc ở nhà hát Hòa Bình như nó ra nó coi. Rồi, cảm ơn chú nha, để cái gì dẫn nó ra coi. Chiều mùng 1 tháng 6, đặc biệt diễn liên tục sáng, chiều, tối các ngày đến hết ngày mùng 3 tháng 6 tại nhà hát Hòa Bình đường 3 tháng 2 quận 10. Vé bắt đầu bán rồi, ngay bây giờ mời bố mẹ, các cơ quan, ban ngành, trường học tập trung về nhà hát Hòa Bình đường 3 tháng 2 quận 10.